Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Phong thủy Giàu Giang thuộc công ty Phong thủy Phùng Gia. Tại đây, được sự trợ duyên bởi Master Phùng Phương là thành viên trẻ tuổi nhất của Hiệp hội Phong thủy Thế giới, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những kiến thức tử vi và phong thủy ứng dụng trong đời sống hàng ngày, giúp quý vị đạt được nhiều thành công và may mắn trong cuộc sống. Đừng quên ấn đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ bất kỳ số nào của chương trình nhé. Chúc quý vị sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Giàu Sang. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn vạn sự như ý, phú quý bình an. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường nói đến khí chất của một con người, xem đó là một điều đáng quý. Nhưng ít ai biết rằng tồn tại một thứ khí chất ẩn mình giữa hình dáng và khí khái, vượt ra ngoài dung nhan và tướng mạo. Và điều này chắc chắn rất được các chị em phụ nữ chúng ta quan tâm, có đúng không ạ? Có những người phụ nữ không được cho là xinh đẹp, nhưng từ họ lại toát ra một khí khái thanh tao mà không từ nào có thể diễn tả nổi, khiến người khác phải ngưỡng mộ, đồng thời để lại ấn tượng khó quên. Loại khí chất này mang lại cho người phụ nữ sự quyến rũ đặc biệt và còn đem đến hạnh phúc cho chính họ. Trong thuật nhân tướng, người ta gọi đó là phúc khí, tức là khí chất của người bản thân đã có phúc. Những ai may mắn sở hữu cho mình những nét tướng trên khuôn mặt thì hậu vận về sau sẽ được như ý muốn, thần Phật che chở, cuộc sống viên mãn. Vậy những phụ nữ có khí chất thường có những đặc điểm tướng mạo như thế nào? Hãy cùng đón xem chương trình ngày hôm nay của Phong thủy Giàu Sang nhé! Đặc điểm thứ nhất, mặt chữ điền. Người có mặt kiểu chữ điền nghĩa là cái trán của họ có dạng hình vuông, còn khung xương quai hàm nhô ra, đồng thời khuôn mặt đầy đặn. Người phụ nữ kiểu này tâm địa tương đối phóng khoáng, rộng lượng, đối xử tốt với bạn bè và vui vẻ giúp đỡ người khác, đồng thời có tính cẩn thận tỉ mỉ, sẽ là nhà từ thiện giúp đỡ bạn bè vượt qua khó nạn. Nếu bạn không có việc làm, cô ấy sẽ nhiệt tình sắp xếp giúp. Nếu bạn không bán được hàng, cô ấy sẽ tìm người mua cho. Đa phần người mặc chữ điền sẽ sẵn lòng trả giá cao hơn người khác. Cưới được người phụ nữ thế này cũng bằng cưới được một người bạn chân thành tốt bụng. Đặc điểm thứ hai, giọng nói nhẹ nhàng. Giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào, người phụ nữ có trung khí trôi chảy. Cho dù lớn lên bình thường, cũng có thể kết hôn với người đàn ông có điều kiện tốt. Đây không phải là tướng thuật thần bí nói như vậy, nhưng mà được nói dựa trên cơ sở sinh lý và tâm lý. Người có giọng nói nhẹ nhàng, phần lớn đều là người có tính tình dịu dàng, điềm đạm. Đặc điểm thứ ba, nhân trung rõ ràng, phúc khí được hiếu thuận. Những người phụ nữ có nhân trung rõ ràng, có khả năng sinh đẻ tốt, có tướng sinh quý tử. Con cái của họ đều là những đứa trẻ có lòng hiếu thuận cha mẹ, thông minh đôn hậu, có tương lai tươi sáng. Nhân trung rõ ràng là tướng mạo của người sống lâu. Trong thuật tướng mạo có cách nói ví, thọ đường, ý nói người thông minh lại sống lâu, có chồng vinh hiển, con hiếu thuận. Đặc điểm thứ tư, lông mày rõ ràng, mượt mà, phúc khí được khỏe mạnh. Mi tú là từ ngữ tướng mạo học, chỉ đôi lông mày rõ ràng và mượt mà, không có lông mày quá cứng quá đen hoặc hình dáng lông mày không cân đối. Chỉ những người có mi tú là những người có đường tài vận khởi sắc, cũng là người có sức khỏe tốt. Đặc điểm thứ năm, tướng tai nhà Phật, phú quý trọn đời. Tai có thùy châu, dái tai lớn và đầy đặn, trễ hẳn xuống vai, trông như hình giọt nước. Tai đầy đặn, quách, phần sụn phía trong vành tai cứng, vành tai ngoài dày và hồng hào, vành tai trong không bị gãy khúc, đầy đặn và rõ ràng. Tai mọc cao hơn đường trên của lông mày. Lỗ tai rộng, bên trong tai có thể có lông mọc, được coi là một trong những tướng tai đem lại sự phú quý, vinh hiển cho chủ nhân. Các nhà nhân tướng học còn gọi tướng tai này là thùy kiên nhĩ. Ta có thể bắt gặp hình dáng tai này trong những hình vẽ tượng Phật. Chủ nhân của tướng tai này là người có cuộc sống sung túc, gia đình êm ấm, hòa thuận, vận mệnh hanh thông. Đây là loại tai quý, chủ nhân sẽ trường thọ, dễ trở thành người nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực. Nếu loại tai này được kết hợp với ngũ quan đoan chính như đầu tròn, trán rộng, mắt phượng, mũi rồng,
thì chủ nhân của nó là người đại phú đại quý, phúc lộc song toàn. Đặc điểm thứ 6, cánh mũi lớn, lỗ mũi nhỏ. Lỗ mũi rộng không phải là nét tướng tốt, bởi đó là tướng mạo của người không giữ được tiền bạc trong tay. Theo lời người xưa, người có lỗ mũi rộng thường không phòng hộ, dễ mất tiền, thậm chí phá sản. Tuy nhiên, xét kỹ về nhân tướng thì nếu bạn có cánh mũi lớn nhưng lỗ mũi lại nhỏ thì chắc hẳn sẽ được hưởng nhiều điều may mắn. Nét tướng này thường gặp ở những người sống độ lượng, phóng khoáng, không so kè thiệt hơn, vì những người thân thiết hay bạn bè của mình, họ sẵn sàng chịu thiệt về mình. Bù lại, họ cũng được mọi người vô cùng yêu quý và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi cần. Sởi lỡ trời cho, có xả bỏ thì có đắc được. Thế nên, tiền bạc họ bỏ ra rồi sẽ quay lại còn nhiều hơn gấp bội phần. Và cuối cùng là khóe miệng hướng lên trên hay mỉm cười. Khóe miệng hướng lên trên tạo cho chủ nhân nét mặt nhẹ nhàng, dễ chịu, lúc nào cũng như đang cười, là tướng người phúc hậu. Người này có tính tình hiền hòa, sống ngay thẳng, chân thật, có nét ngây thơ như trẻ nhỏ, chẳng chút mưu mô tính toán. Cũng chính vì điều này mà họ dễ bị người khác lợi dụng. Song kể cả khi rơi vào trường hợp đó thì họ cũng chẳng oán trách quá nhiều mà vẫn luôn giữ trái tim trong sáng, sẵn sàng thông cảm cho khó khăn của người khác. Nếu bạn còn chưa biết người nào có phúc báo thì đây chính là câu trả lời. Người tốt bụng như vậy thường có vận khí tốt, chẳng cần phải đấu tranh quá nhiều mà sẽ có được những thứ thuộc về mình, chẳng phải chịu thiệt thòi quá nhiều. Có gặp họa cũng sẽ hóa giải được, chuyện dữ hóa lành. Quý vị và các bạn thân mến, nét tướng mà trời Phật đã ban cho mỗi chúng ta, tất cả đều đã được định sẵn. Với quan niệm thẩm mỹ của mỗi người thì có thể các đường nét đó không thật sự như mong muốn, song lại có thể mang đến phúc phần mà bạn đã dày công tu tích từ nhiều kiếp trước mới có được. Vì thế, hãy trân trọng những nét tướng vốn có của mình nhé. Bên cạnh đấy, có rất nhiều người không sở hữu cho mình được tướng mạo như ý, không có những nét quý tướng. Vậy thì cần phải làm gì để có thể cải thiện được hậu vận của mình về sau? Các bạn đừng lo lắng quá nhé, vì sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị 5 cách đổi vận giàu sang cho những ai không may mắn có được phúc phần trời ban. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi. Thứ nhất, hãy nở nụ cười. Nụ cười biểu hiện đến 80% tính cách của mỗi người. Người vui vẻ, tâm sáng, lạc quan, thực sự thì nụ cười rạng rỡ, vô lo. Người có phúc tướng có nụ cười tự nhiên sảng khoái, miệng cười, mắt cười, khuôn mặt bừng sáng. Người hay nói cười luôn mang đến thiện cảm với người đối diện. Tuy nhiên, cười phải đúng lúc đúng chỗ. Người chỉ biết cười hả hê trên nỗi đau của người khác thì đó là cốt cách của người độc ác, sớm muộn cũng bị quả báo. Cả đời không có nổi một tri kỷ. Ngoài ra, cười làm cho bạn có vẻ dễ tiếp cận hơn, giao tiếp với người khác dễ dàng và thích thú hơn khi nụ cười được chia sẻ. Và hành vi cười này có tính lây lan, khiến những người khác cũng cảm thấy khá hơn, khiến bạn trở thành một người lôi cuốn và hấp dẫn hơn. Việc này cũng lại có hiệu quả tích cực lên bạn. Thứ hai, thường xuyên khen ngợi người khác thực lòng. Các nhà khoa học đã chứng minh những lời khen ngợi đều tác động đến vạn vật, thậm chí là cây cối cũng thích được khen ngợi. Một thí nghiệm cho thấy, các nhà khoa học đã trồng hai cây ở cùng một thời gian, cùng chăm sóc tưới cây như nhau, môi trường sống của cây như nhau. Nhưng điểm khác biệt là một cây thì thường xuyên được khen ngợi, nói lời yêu thương, cây còn lại thì bị mắng nhiếc mỗi khi tưới. Kết quả sau một tháng, cây được nói lời yêu thương, phát triển tươi tốt, còn cây bị mắng nhiếc thì héo lá, còi cọc. Điều này chứng minh ảnh hưởng của tinh thần lên vật chất. Con người cũng giống như giọt nước, thích nghe những lời lẽ tốt đẹp về mình. Chỉ cần bạn đừng làm trái với cái tâm của mình thì điều gì cũng có thể. Sao phải ngần ngại trao nhau những lời khen ngợi và khích lệ với đối phương? Thứ ba, tâm sinh tưởng. Tại sao có những người khi nhìn khuôn mặt đã thấy không thể tin tưởng? Tại sao có những người vừa gặp đã khiến người khác muốn kết thân? Đó chính là tâm sinh tướng. Tướng mạo phản ánh nội tâm của con người. Người luôn nghĩ điều ác,
thật khó có thể có gương mặt thiện lương, thánh thiện. Khi phát ngôn thường tự cao tự đại hay cho mình là nhất, thường không giấu được mưu đồ lợi dụng người khác. Kiểu người này không sớm thì muộn cũng bị lộ chân tướng dù ban đầu cố gắng vờ vịt thế nào đi nữa. Người luôn nghĩ điều thiện thì khi nói năng, âm tiết điều độ, nhẹ nhàng, cẩn trọng, gương mặt nhẹ nhàng, thanh thản, vô âu lo. Muốn thay đổi được tướng mạo thì cần phải có cái tâm thực sự hướng thiện, gạt bỏ mọi thù hằn, sân hận và suy nghĩ về những điều tốt đẹp. Chỉ khi thực sự học được cách buông bỏ thù hận, bao dung với người khác thì tướng mạo mới có thể thay đổi. Tâm lý học phương Tây chỉ ra rằng, tâm thái bạn thế nào thì cuộc sống của bạn sẽ thành thế đó, vận mệnh của bạn cũng sẽ đi theo chiều hướng ấy. Vì thế, muốn số phận an lạc, cát tường, phải thực sự khởi tâm thiện. Thứ tư, luôn biết nói lời cảm ơn người đã giúp đỡ mình. Sự tử tế bao giờ cũng như một bàn tay đưa ra sẽ có một bàn tay khác nắm lại. Việc tử tế ai cũng có thể làm nếu khởi nguồn từ lòng nhân ái, lòng từ bi, thương người khác như thương chính mình. Để làm được việc tử tế không khó, nhưng đòi hỏi chúng ta phải có lòng dũng cảm và kiên định với quyết định của mình. Điều quan trọng nhất là ta thực sự phải học được cách cho đi một cách vô tư như trái tim trong veo, thuần khiết. Thứ năm, tu tâm, tích phúc phần. Điều đáng sợ của hành động làm ác không phải là bị người khác phát hiện, mà là chính mình tự biết. Điều đáng khen của hành động lương thiện không nằm ở lời khen của người khác, mà nằm ở sự an vui của chính mình. Đời người có bao nhiêu toan tính thì có bấy nhiêu đau khổ, có bao nhiêu khoan dung thì có bấy nhiêu niềm vui. Đau khổ và niềm vui đều là sự phóng chiếu của tâm linh, giống như trong gương có cái gì là do sự vật đứng trước gương quyết định. Tấm lòng của một người có thể dung chứa được bao nhiêu người thì có thể thắng được bấy nhiêu lòng người. Tấm lòng rộng mở mới có thể thành tựu sự nghiệp, mới có đời người yên bình và vui tươi. Tâm rộng lớn thì tất cả mọi chuyện đều nhỏ hết. Chuyện lớn chuyện khó xem cách đảm đương, nghịch cảnh thuận cảnh xem tấm lòng. Là vui hay giận xem tu tính, có mất có được xem trí tuệ, là thành là bại xem kiên trì. Tích càng nhiều phúc phần, hậu vận về sau của bạn sẽ càng tốt. Đây cũng chính là cách giúp bạn bớt đi gánh nặng tạo nghiệp do chính mình tạo ra. Các bạn thân mến, ông cha ta có câu: không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Điều quan trọng không nằm ở việc các bạn đang sở hữu nét tướng quý, mà nằm ở chỗ bạn có biết trân trọng và nắm bắt cơ hội để cố gắng hoàn thiện bản thân mình hay không. Phúc phần may mắn trong tương lai có được là nhờ hành thiện, tích đức ở ngày hôm nay. Vì thế, hãy luôn sống với một trái tim nhân hậu và tấm lòng lương thiện quý vị nhé. Phong thủy giàu sang xin kính chúc quý vị vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Để tìm hiểu sâu hơn và được nghe chính chuyên gia phong thủy của chúng tôi nói về số mệnh thông qua tướng mạo thì các bạn hãy vào kênh Master Phùng Phương để tìm hiểu thêm. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có rất nhiều video về kiến thức tử vi, phong thủy. Để tiếp tục theo dõi, mời quý vị click vào bên trái hoặc bên phải màn hình. Hoặc nếu các bạn có câu hỏi nào muốn dành cho chương trình thì hãy để lại câu hỏi kèm số điện thoại ở phần dưới bình luận. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ gọi điện và tư vấn cho các bạn. Còn bây giờ, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo.